Lisa Blackpink bị lăng nhục chủng tộc, Blink Việt Nam, Thái Lan đứng lên bảo vệ. Blink khắp thế giới đang lan truyền thẻ thăng Respect Lisa, tôn trọng Lisa, sau khi Lisa trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc tới từ một nhóm cư dân mạng tự xưng là Blink. Trong loạt ảnh chụp màn hình, có thể thấy nhiều nhận xét thô thiển về Lisa đơn giản vì cô là người Thái Lan. Nhóm Blink Trung Quốc, được xác định dựa trên tên và ảnh, đã nói những lời xúc phạm ngoại hình của Lisa khi gọi cô là Ladyboy, từ thường được sử dụng ở Thái Lan để chỉ người chuyển giới. Trong một loạt trò chuyện khác, lần này là từ một cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ, có thể thấy một số người chê bai kỹ năng của Lisa rồi lại quay sang lăng mạ chủng tộc của cô. Một số bình luận tiêu biểu trong đoạn chat, đi về sống với người Thái đi. Bố mẹ cho cô ta cơ thể như đàn ông vậy. Dáng vóc cô ta y hệ đàn ông. Fan cứ nghĩ cô ta sang chảnh lắm. Sợ là cô ta chẳng biết hát ấy. Mặt cô ta lúc hát thật xấu xí. Những lời tuyên bố còn đi xa tới mức vu khống. Họ tiếp tục lăng mạ và xem thường thành công của Lisa, nhưng cuộc trò chuyện ngày càng trở nên tồi tệ, chẳng ai quan tâm đến Lisa ngày trước cả. Không biết Lisa đã làm gì để được nổi như giờ. Ngay từ đầu, cô ta không hề nổi, nhưng giờ ai cũng quan tâm tới cô ta. Rose nhảy đẹp hơn cô ta nhiều. Chắc chắn cô ta đã làm gì đó để được nâng lên. Tôi không biết cô ta ngủ hay đi lại với ai nhưng chắc chắn chuyện này không ổn. Và Lisa là người Thái Lan, tôi không muốn phân biệt chủng tộc, nhưng Thái Lan rắc rưởi thực sự. Sau khi những tin nhắn này lan truyền, thẻ thăng Respect Lisa đã đứng thứ 3 xu hướng thế giới và đặc biệt là số 1 ở Thái Lan, Philippines, Ba Lan và Việt Nam. Ngoài ra còn có một số hashtag khác như thăng Stop Racism hay thăng Say No To Racism cũng được sử dụng. Thực chất, đây không phải lần đầu tiên Lisa bị công kích vì là người Thái Lan khi cô trở thành idol K-pop. Tuy nhiên, hầu như các Blink và những thành viên khác trong nhóm Blackpink đều đứng ra bảo vệ Lisa, cũng như cảnh cáo những người đã có các phát ngôn xúc phạm trên. Vào lễ trao giải Golden Disc lần thứ 33, Lisa, Blackpink cũng từng nhận được nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí là chửi rủa của cộng đồng netizen. Hầu hết đều nhắm tới quốc tịch gốc của Lisa là Thái Lan, một số còn cho rằng Lisa chỉ trông hấp bởi nhờ lối trang điểm Hàn Quốc. Nhiều người hâm mộ và người nổi tiếng đã bênh vực Lisa, bao gồm cả Jennie. Không lâu sau lễ trao giải, Blackpink tổ chức concert tại quê nhà của Lisa ở Bangkok, Thái Lan. Trước toàn thể người tham dự, Jennie nói rằng họ nên cảm thấy tự hào với Lisa và dù chuyện gì xảy ra, các thành viên khác cũng luôn bảo vệ cô. Nhiều người tin rằng những lời nói này của Jennie là đáp trả tới các bình luận tiêu cực mà Lisa phải hứng chịu vào lễ trao giải Golden Disc. Những ngày qua, buổi hòa nhạc trực tuyến đầu tiên của Blackpink mang tên The Show đã gây được tiếng vang lớn đối với người hâm mộ toàn thế giới. Trên thực tế, thành công của các cô gái là cực lớn khi mang lại doanh thu hơn 10 tỷ won cho công ty chủ quản. Được đồng tổ chức bởi YouTube Music và YG Entertainment, The Show là buổi hòa nhạc trực tuyến đầu tiên của Blackpink và cũng là buổi biểu diễn mở màn cho chuỗi concert mới của công ty YG Palm Stage. Sau khi thông báo về buổi diễn trực tuyến vào đầu tháng 12 năm ngoái và phải lùi lịch do ảnh hưởng của Covid-19, Blackpink cuối cùng đã chiêu đãi người hâm mộ một sự kiện đầy thỏa mãn vào ngày 31 tháng 1 năm 2021. Theo đúng phong cách Blackpink, The Show đầy ắp những khoảnh khắc khó quên. Màn trình diễn được mong chờ nhất có thể khẳng định thuộc về Rose lần đầu tiên ra mắt ca khúc solo Gone. Trong khi đó, Jennie gây bất ngờ khi viết lại phần rap hoàn toàn mới cho ca khúc đình đám solo của mình. Chỉ cả Jisoo khiến Blink ngạc nhiên với phần thể hiện ca khúc Habits Stay High với phiên bản tiếng Hàn đầy đủ. Và mọi người đang rất mong đợi một màn solo riêng của em út Lisa khi mỹ nhân Thái bùng nổ sân khấu với Say So. Dù sở hữu chất lượng sân khấu được đầu tư siêu đỉnh, The Show của Blackpink vẫn bị fan phản nàn vì quá ngắn. Buổi hòa nhạc chỉ kéo dài vỏn vẹn 90 phút, dù vậy vẫn không có gì ngạc nhiên khi Blink trên khắp thế giới đổ xô mua vé. Và điều này đã được chứng minh thông qua doanh số khó tin mà bốn cô gái thu về. Cụ thể, Blackpink đã tẩu tán được 280.000 vé, vượt qua cả con số kỷ lục 205.000 vé mà bốn cô gái đã bán được tại Japan Dome Tour năm ngoài ở Nhật Bản. Với giá vé bán ra dao động từ 36.000 won, khoảng 32.20 đô la Mỹ, đến 48.000 won, khoảng 43 đô la Mỹ. Tùy thuộc vào việc người hâm mộ có muốn nhận thêm những lợi ích đặc biệt như loạt video phía sau hậu trường. The Show cuối cùng đã tạo ra một khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc lên tới 10 tỷ won, khoảng 8.95 triệu đô la Mỹ. Thêm vào đó, YG Entertainment đã lưu ý rằng con số này thậm chí chưa bao gồm doanh thu bán hàng của buổi hòa nhạc. Theo ước tính từ truyền thông, doanh thu từ hàng hóa mà The Show của Blackpink tẩu tán có khả năng nâng tổng doanh thu của họ lên tới 15 won, khoảng 13.4 triệu đô la Mỹ. Dù sở hữu lượng ca khúc ít đến bất ngờ nhưng lại cực kỳ chất lượng, Blackpink tiếp tục khẳng định vị thế nhóm nữ hàng đầu K-pop, thậm chí là hàng đầu thế giới hiện nay khi khó có bất kỳ cái tên nào có thể qua mặt được loạt thành tích khủng mà bốn cô gái đạt được cho đến giờ.